hàng đấy ạ. Con này bốc ăn này. Hôm nay tôi sẽ đi vào đây ở gần. Tôi sẽ đi trở về em thôi. Đây. Tôi sẽ đi. Tôi đi chơi nha. Tôi đang cầm máy quay. Không làm tôi mất. Tôi quay lại. Tôi tìm đến mẹ tôi nữa. Tìm mấy mẹ tôi rồi. Em tôi kia kìa. Đây, bây giờ tôi sẽ đi chơi tiếp. Tôi tiết đồ gươm. Đi trượt cũng vui vui đấy các bạn. Ui, xin lỗi thì thường là cành cây này. Mấy bên tôi kìa. Hình như mẹ tôi đang cài lại. Ui, nhầm cho em thôi nhỉ. Ui, chó kìa. Ui, đâu, chó kìa. Chú cái liêu. Chú cái liêu. Thầy quay chó này. Chú chó luôn. Em tôi sẽ đi. Bây giờ tôi sẽ trả lại máy quay cho mẹ tôi. Yeah.
là cái lăng mất cụ. Đấy. Chó đi giày, chó đi giày. Chó đi giày. Chó đi giày. Tôi đi lên vỉa hè một chút. Mình đi làm vỉa hè một tiếng. Vậy là bây giờ mình đã chưa xong. Bây giờ thì mình sẽ đi về nhá. Và tất cả các bạn, nếu các bạn thích video của mình thì hãy like và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.